rất là đơn giản mà sao lại ít được phổ biến rộng rãi. Vâng, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Huyền, tôi sống ở Hà Nội. Năm nay tôi 50 tuổi, tôi dạy môn tiếng Anh. Thế thì trước kia thì tôi bị đau thì tôi chưa biết thế này. Đến khi mà tôi có nhận được một tờ phơi của người khác đưa cho thì tôi có xem thì tôi biết được cái địa chỉ của cái nơi này. Lúc đầu thì tôi cũng nghi ngờ lắm và tôi cho đây là một cái nhu cầu thôi từ khi đọc đấy. Nhưng mà tôi đã với cái tính tò mò thì tôi đã đến đúng cái địa chỉ ở trên đấy để đi xem thì tôi thấy trên đây được. Có những hình thức mà giờ học và những buổi học như thế thì tôi đã tham gia những cái buổi học. Thì trong những buổi học mà có những cái chi tiết thì tôi cũng luôn đi vào và các thầy ở đây giảng thì rất là tốt, nhiệt tình. Khi học xong thì tôi thấy là những cái bài này là rất là đơn giản mà sao lại ít được phổ biến rộng rãi. Cái này thì cái bệnh này thì hầu như là ai cũng gặp phải, mà để mà chữa được cái bệnh này thì không phải là dễ tìm. Nên là tôi muốn là những cái môn như thế này mà các người đã biết đến được như thế này rồi thì nên tuyên truyền cái này rộng rãi để cho những người rồi mọi người được biết đến tốt hơn. Cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Và bạn cho biết được là các cái bệnh của bạn từ hôm đến đây học và thực hành thì tiến triển đến mức độ nào? Dạ, thưa thầy, khi mà tôi đến đây thì là cái tay này hầu như là nó rất là buốt và hầu như là không giơ được. Nên ví dụ như là lái xe máy ấy, thì là luôn luôn là phải đưa lên thế này rồi một lúc vung tay là vì theo cái mình ý thì có thể là máu nó tắc ở đâu đó thì nó bị buốt cái nhấc tay. Nhưng mà đến đây chưa có thời gian và khi mà mới đến ngày đầu ấy là mấy buổi tiếp theo thì các thầy hầu như là bấm cho và hướng dẫn các rất là tận tình. Thì khi mà biết được cái bài đấy thì tự mình về bấm thì bây giờ nó có hiệu quả và tôi không còn đứng để mà vung tay nữa, bây giờ là rất là thoải mái. Còn cái chuyện chườm đá sao thấy được là về cái chuyện chườm đá thì tôi không bao giờ tôi nghi ngờ, tôi nghĩ được là cái đá này nó ứng dụng như thế thì tôi cũng nghi ngờ, tôi chỉ mua vui để mua 2 viên để dùng thôi. Nhưng khi về thì chườm được 4 ngày đầu thì thấy ngủ thôi, ngủ ly bì thì lại cứ ngủ được thì lại thấy đói. Thế mà trước kia thì tôi là người rất là khó ngủ, đến 2-3 giờ là tỉnh rồi, một ngày chỉ đêm chỉ ngủ 4 tiếng thôi, còn ngày ngủ thì nói chung là ngủ cũng mơ màng. Nhưng mà khi mà trường tôi khoảng đến 5 ngày đến 1 tuần thì ngủ ly bì và tôi ăn khá hơn. Thì chồng tôi bảo tôi là từ ngày mà em có 2 viên đá thì lúc nào em cũng ôm nó. À, em ăn vào ngoài như thần trùng thì anh sợ em quá. Đấy thì chồng tôi cũng nói câu hơi này thế mà. Khi mà tôi ngủ được ấy thì cái đứa con nhỏ đấy, tôi có đứa con 10 tuổi nó cũng cứ sẵn cái đá đấy. Đến bây giờ thì hầu như là 2 mẹ con cứ trường đàn thôi, mà đến bây giờ thì tôi cũng đã mua đến 14 viên và tôi cho em 4 viên để làm quà. Còn bản thân tôi cũng dùng 10 viên và thấy cái việc ăn, việc ngủ mà nó đổi khác, nó hoàn toàn nó không còn giống trước nữa. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.